Trân trọng kính chào khán giả Người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô Nguyễn Khanh. Hôm nay là ngày thứ năm, 12 Tây tháng Giêng năm 2023, và hôm nay chúng tôi chương trình không đặc biệt bình thường, nhưng cái người ngồi ở đây thì đặc biệt. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Orange County, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Người Việt TV và gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Tôi đến đây là vì nhiều cái lý do, trong đó có một cái lý do là thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Thường thường là Cali là nắng ấm, và bao giờ mùa đông thì người ta cũng kéo nhau về đây. Và anh em bảo với tôi là về đây rồi là lại xem chợ Tết, xem hội chợ Tết, rồi để sửa soạn ăn Tết vân vân và vân vân. Mọi chuyện đều đã sẵn sàng, nhưng mà thưa với lại quý vị khán thính giả của Người Việt TV là cuối tuần này Orange County bị bão. Tôi thấy là ở freeway là đèn chớp đủ mọi thứ cả, những cái bảng hiệu là chớp đèn là cẩn thận, có chừng tránh bão vân vân và vân vân. Không biết là tình hình như thế nào. Hôm nay mới là ngày thứ năm, ngày mai ngày thứ sáu, biết đâu chừng đến ngày thứ bảy là cái thời tiết nó thay đổi. Đó là cái câu chuyện mà chúng tôi muốn xin được gửi đến quý vị khán thính giả, và mừng gặp lại quý vị khán thính giả ở Orange County, cũng như mừng gặp anh Đỗ Dũng ở trong studio. Tôi không mừng tí nào cả, vì tôi ngồi với kế anh, tôi không ăn hiếp anh được. Mà ngồi kế anh thì tôi không có la to được. Wow. Bởi tôi chỉ la nhỏ đủ, bởi ngồi xa thì mới la to được. Wow. Mà nhân nói chuyện la to, có nhiều khán giả phàn nàn sao ông Dũng nói chợ, nói chuyện giống như hàng tôm hàng cá. Như chợ búa ông cứ la, ông lấn át ông Khanh. Nhân đây thì gần sắp sửa Tết, tôi cũng nói luôn, quý vị thông cảm, tôi xin lỗi, tôi không nói to tôi bị tắt thở. Tính tôi nó như vậy. Cái vấn đề đây là gì? Không phải là tôi biện minh, nhưng mà chúng tôi để ý cái nội dung và cái cách nói như thôi. Còn giọng nói thì thưa quý vị, chuyện bình thường. Bởi vì tôi xin một lần nữa là quý vị có muốn coi chương trình tôi không, là tôi tắt thở. Đó, tắt thở giữa chừng thì lại kẹt nữa, mai mốt không ai làm anh Khanh bị buồn, đúng không? Thì nói rõ thế. Dạ vâng. Thì ngày hôm nay chương trình chúng tôi là lại liên quan đến hồ sơ mật của Tổng thống Joe Biden. Thì quý vị biết rồi, ngày hôm qua người ta tiết lộ là lại phát hiện thêm một đợt nữa hồ sơ mật của ông Biden. Dạ vâng. Và sáng nay ông xác nhận là đúng, và nó được tìm thấy ở trong gara của ông, một cái kế bên chiếc xe Corvette của ông, một cái ở cái phòng kế bên, đó là cái store, thì ông bảo đó là cái thư viện riêng của tôi, nhưng có một tờ thôi. Nói chung là thêm đợt nữa. Và bây giờ ta mới phát hiện ra là luật sư của ông là phát hiện từ ngày 20 tháng 12. Đúng, dạ vâng. Và FBI có lên lấy đi. Dạ vâng. Nhưng bây giờ thì chiều hôm qua để NBC mới tiết lộ, và sáng nay được xác nhận. Dạ vâng. Còn cái vụ hôm thứ hai là đài CBS tiết lộ là trong vòng nghĩa là có 3 ngày, đúng không? Nhưng mà cái câu hỏi mà tôi sốc nhất, cái câu nói mà tôi nghe sốc nhất sáng nay đó là một phóng viên của tòa của Fox News, tòa Bạch Ốc đó. Vâng. Mới hỏi ông Biden đó, thì ông mới nói câu nè: đúng rồi, nó nằm ở kế chiếc Corvette, nhưng mà trong gara khóa kín, chứ không phải như là cái loại ở ngoài đường. Trời ơi, tại sao mà Tổng thống lại có thể nói như vậy? Anh Khanh nhận xét như nào về phát biểu của ông Biden? Ông nói nó rất nhanh, giống như nói cho nó xong rồi ông vô câu chuyện. Tôi hiểu cái điều đó, đã, anh Dũng. Nhưng mà câu đó người ta chú ý. Câu đó đương nhiên người ta chú ý, nhưng tức mà tức là trước khi người chú ý một cách. Dạ. Vâng. Trước khi cái ông phóng viên, sau khi ông phóng viên ông hỏi, thay vì ông Biden ông trả lời vô vấn đề, thì ông mới nói câu. Dạ vâng. Đâu phải như cái kiểu mà bỏ ngoài đường đâu. Xong rồi ông mới vô trả lời đó. Thì anh nhận xét sao về cái câu phát biểu đó? Tôi thì tôi thấy rằng là ông Biden đang cố gắng để mà chữa cháy bằng cách tức là ông bảo về chữ hồ sơ đó, mà hồ sơ mật mà nếu tôi có mang về, giả sử như là tôi có mang về thì là tôi cũng cất chữ đàng hoàng, chứ không phải vứt ở thùng, vứt bậy bạ, vứt chỗ này chỗ khác. Nhưng mà tôi phải thú thật với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, tôi thì tôi lại nhìn một cái nhìn của tôi có vẻ khác với anh Đỗ Dũng. Cái điểm đầu tiên là tôi nhìn thấy rằng là ít nhiều thì ông Biden có sai, đó là điểm thứ nhất. Tôi không biết là cái sai này nó có thành tội hay không, tôi chưa dám nói, nhưng mà phải đợi cái kết quả cuộc điều tra. Cái điểm thứ nhì nữa là tôi thấy là Bộ Tư pháp rất là nhanh chóng, sau khi các bạn tin được đưa ra một cái là chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ Bộ Tư pháp quyết định nhảy vào vòng chiến, và khi mà họ về vào vòng chiến thì họ cũng đưa ra chọn một vị công tố viên độc lập để mà điều tra cái vụ này. Không, tức là làm tương tự không chẳng khác gì cái vụ của ông Donald Trump cả. Và cái điểm thứ ba thì anh Đỗ Dũng nói là ông Fox News hỏi ông Biden, thì tôi lại thấy là có một chuyện vui là một cái thì là ông bên tòa Bạch Ốc tiết lộ cho ông
NBC một cái tiết lộ cho ông CBS là hai cái ông này là không ưa ông Fox và ông Fox cũng chẳng ưa hai ông này. Nói một cái khác là bạn bè Cộng Hòa của tôi là không bao giờ xem hai cái đài này cả. Xem xong rồi sau đó là ngày hôm sau cáo phó. Thật ra là đối quận không có ai mà chịu, bạn bè của tôi bảo mấy cái đài đó không được. Bây giờ muốn tin trung thực là phải xem đài Fox. Nói tóm lại thì thưa với anh Đỗ Dũng và thưa của quý vị khán thính giả, tôi thấy trong chuyện này thì cũng có sai, và trong chuyện này tôi thấy là có vẻ là cũng có phe đảng trong này nữa. Anh Đỗ Dũng, lát chúng ta sẽ tới cái chuyện đó. Vâng. Nhưng mà rõ ràng, rõ ràng theo luật đó, vâng, là cả ông Biden và cả ông Trump đều sai. Sai, sai. Hồ sơ đó theo luật anh phải được để một nơi an ninh. Đúng vậy. Theo quy định, chứ anh không để. Và anh không được không mang về nhà. Không, không, anh đem đi đâu rồi. Tôi nói anh phải để ra mà anh không để nó là anh sai rồi. Vâng, đúng vậy. Anh mang về nhà, vâng, xong rồi anh đem để trở lại. Vâng. Mà không ai biết thì anh cũng không có tội. Vâng. Nói chung nhưng mà là... người ta biết là phiền. Đó, nói chung là anh sai. Vâng. Đó. Còn sai ở mức độ nào chúng ta để cho gọi là công tố viên họ làm việc. Mình không nói chuyện đó. Nhưng mà thưa anh, cái điểm hôm nay nó hỏi anh là sau khi cái ông Merrick Garland ông bổ nhiệm cái ông gọi là Robert Hur. Vâng. Đó. Vâng. Trước đó ông bổ nhiệm cái ông gọi là John Lost. Vâng, ở Chicago. Vâng. Và nó có đặc điểm để ý là người ta cái chuyện này nó xảy ra, cái chuyện kia xảy ra DC thì bổ nhiệm cái ông Chicago. Vâng. Cái chuyện xảy ra ở Delaware thì tôi bổ nhiệm ông Maryland. Bởi ông Hợp này trước đây là công tố viên ở Maryland và đều công tố viên liên bang. Ông kia cũng là công tố viên liên bang. Ông kia là đương nhiệm. Vâng. Ông này là hết đương nhiệm rồi. Vâng. Đó, mà cả hai ông đều do ông Donald Trump bổ nhiệm. Đúng vậy. Anh có thấy gì đặc biệt cái hay chứ? Tôi thấy là nếu mà tôi là ông, giả sử như là anh thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với quý vị khán thính giả, giả sử như là tôi là ông Garland thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Cái lý do rất là dễ hiểu, nếu mà tôi bổ nhiệm một người của đảng Dân Chủ thì cái việc không, không cần đảng Dân Chủ, tại vì mấy ông đó mình không biết ông đảng nào. Vâng. Mấy ông đó là không phải là của người của chính quyền Biden. Vâng, đúng vậy. Đó, thành ra là như thế thì thưa với anh Đỗ Dũng, nếu mà tôi bổ nhiệm người mà chính quyền Biden thì người ta sẽ hỏi lại tìm cách binh phủ hoặc là người ta nghi ngờ. Dạ. Thế ra cách hay nhất mà tôi còn nhớ là có những lần mà họp báo mà liên quan đến những cái chuyện như thế này. Dạ. Thì là bao giờ ông Garland cũng là chữ ông nói là vì danh dự. Vì danh dự. Hôm nay ông cũng nói điều đó. Ông hoàn toàn nói là như vậy. Điều đó chứng tỏ cho chúng ta thấy hai điều. Điều thứ nhất là ông là một người rõ ràng sẽ là người làm việc công chính. Vâng, ông ấy như là lời ông đã từng thưa với lại mọi người và ông đã từng nói với lại Tổng thống Biden. Ông bảo là cảm ơn Tổng thống đã chọn tôi, nhưng mà tôi làm việc là tôi làm việc cho luật pháp. Đà. Và tôi làm việc cho quốc gia, cho người dân, chứ đừng có mơ tưởng tôi làm việc cho Tổng thống, đúng không? Vâng. Thật ra cái đó là một cái điểm hay. Và cái điểm thứ nhì nữa là thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy là nhiệm kỳ của ông Trump chúng ta có một ông tổng trưởng tư pháp mà phải thú thật là cả Washington DC ai cũng quý trọng, kể tất cả chính trị gia dân chủ hay cộng hòa đều phải quý mến, đó là ông William Barr. Rồi bây giờ đến phiên ông Biden thì ông Biden chọn ông Garland cũng là người mà cộng hòa hay dân chủ họ cũng đều quý trọng và đều kính mến ông này cả. Tôi thấy là như vậy là chúng ta an tâm về mặt luật pháp, thưa anh Đỗ Dũng. Vâng, tức là ông sáng nay cũng nói là tôi sẽ làm việc đầy đủ, công bằng, không có thiên vị bên nào. Vâng, đúng. Làm việc theo đúng cái chức danh mà tôi được chọn. Đúng vậy, vâng. Chúng ta thể yên tâm, nhưng mà tất nhiên cũng có người nói vào, cái chuyện đó mình không cản được. Vâng. Mà ít nhất là ông Merrick Garland đã gửi một thông điệp ngầm signal, biết là tôi bổ nhiệm người không phải của Biden. Đúng vậy. Đã. Nhưng mà sau này có thể là của Biden, mình không biết. Dạ vâng. Mình nói rõ vậy. Đã. Đó là cái điểm đầu tiên. Như vậy là Bộ Tư pháp chính thức vào cuộc. Vâng. Nhưng mà cũng trong ngày hôm nay thì lại có bên cái ông Quốc hội, đặc biệt cái ông Hạ viện, ông Kevin McCarthy là bảo là Hạ viện sẽ điều tra. Rồi ngày hôm kia thì là ông dân biểu James Comer của Đảng Cộng hòa tiểu bang Kentucky, chủ tịch ủy ban giám sát, cũng gửi giấy cho tòa Bạch Ốc bảo là tới ngày 24 tháng Giêng này là phải nộp hết những gì liên quan đó. Rồi cả ông Mike Turner, chủ tịch ủy ban tình báo, bây giờ cũng bắt tòa Bạch Ốc phải đưa. Rồi bắt cả ông bộ tư pháp phải đưa. Rồi cả bà Elvin Hale là giám đốc tình báo quốc gia phải đánh giá xem những cái này có thiệt hại không. Thưa anh, Hạ viện Cộng hòa làm vậy có quá đáng không? Bởi vì sao? Nếu tôi nhớ không lầm là dưới thời mà ông, cái lúc mà điều tra ông Trump á, vâng,
bỏ tư pháp vào rồi thì quốc hội không điều tra, vâng, có đúng không? Vâng. Đằng này cái ông hạ viện này bây giờ là điều tra thì liệu cái chuyện đó có đi quá đà không, thưa anh? Câu trả lời của tôi là trước hết là tôi phải thưa anh Đỗ Dũng như thế này, không ai ngạc nhiên cái chuyện đó xảy ra cả. Rồi, hiểu. Vâng. Tại vì chúng tôi đang trong khí thế này chúng tôi phải làm, nhưng mà đang trong khí thế này chúng tôi phải làm. Nhưng mà tôi nói về mặt luật. Vâng, đúng đấy, là chúng ta nên nhớ là có nhiều lần tôi đã thưa cùng với anh Đỗ Dũng và cũng như là thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của Người Việt TV là ở trong cái hệ thống lưỡng đảng là nó bao giờ cũng như thế. Có nhiều vị dân biểu, nhiều chính trị gia bảo đã từng nói với tôi rằng là ông Khanh ơi, ông nên nhớ khi mà ở trong chúng ta có lưỡng đảng thì cái chuyện mà dân chủ chửi mắng mắng nhất Cộng Hòa hay là Cộng Hòa mắng nhất dân chủ là cái chuyện rất là bình thường. Thành ra đây là một cái dịp họ, những người đảng Cộng Hòa thì họ luôn luôn là họ phải làm việc, họ phục vụ cho những người công dân của đảng Cộng Hòa trước đã, và tức là cái thành phần mà cử tri Cộng Hòa trước đã. Thành phần cử tri Cộng Hòa là hiện tại họ nghĩ như thế nào? Họ nghĩ là ông Trump đang bị điều tra oan uổng, họ nghĩ rằng là ông Trump chẳng làm gì sai cả, nhưng mà bên chính quyền, nhất là chính quyền Biden cố ý gây khó khăn cho ông Biden, cho ông Trump, thí dụ chẳng hạn là như vậy. Thì đây là mấy cơ hội để phải trả thù. Và khi mà trả thù, thú thật với anh là trả thù mà gọi là cơ hội trả thù thì không có phải, không có gì là quá đáng cả, thưa anh. Đúng rồi, có nghĩa là có nghĩa là mặc dù Bộ Tư pháp mang điều tra mà chúng tôi điều tra. Đúng vậy. Tôi nhớ dưới cái thời ông Trump làm tổng thống đó. Vâng. Khi mà ông Rothstein, đúng không? Đúng. Thay vì ông Jeff Sessions, vâng, lúc đó là bổ nhiệm ông bảo không, tại tôi có dính trong vụ này, tôi đúng lui vậy. Ra đúng vậy. Để ông Rothstein, vâng, ông bổ nhiệm ông Robert Mueller điều tra vụ ông Trump trong vụ người Nga. Mà tôi nhớ lúc đó thì quốc hội mà cái 2018 mà của Hạ viện Dân chủ thì họ đâu có nhảy vô đâu, có đúng không? Vâng, câu trả lời nó không nhảy vô, nhưng mà ông Trump cũng nhảy vô. Không, ý tôi nói đó, lúc đó đã có công tố viên đặc biệt Robert Mueller điều tra, nhưng mà cái Hạ viện Dân chủ đó họ đâu có điều tra thêm, có đúng không? Dạ vâng, câu trả lời không đúng đó. Một kỳ này đó thì là ông này đã điều tra, đã bổ nhiệm công tố viên đặc biệt rồi. Dạ vâng. Ông Hạ viện vẫn đòi điều tra, vâng, đó. Thì anh nói rằng là chẳng có đâu quá đáng, không có gì quá đáng. Đây là cơ hội bằng vàng. Rồi, cơ hội bằng vàng, rồi. Nhưng mà anh có biết không, ông Kevin McCarthy hôm nay làm cho nhiều người khó chịu. Anh có biết chuyện đó. Ông bảo là không cần công tố viên đặc biệt. Trong khi là các ông kia này, ông Lindsey Graham nhá, bảo thực hiện nhá, bảo thế phải có công tố đặc biệt. Rồi ông George Hawley cũng vậy luôn, bảo phải có ngay. Đúng rồi, phải có ngay. Mà hai ông này là trong ủy ban tư pháp của thượng viện. Đúng rồi, ngày hôm qua là đã gửi mất rồi. Ông Hawley còn gửi công văn nữa cơ. Thưa anh, tại sao ông Kevin McCarthy lại làm cái chuyện này? Ông lại đi ngược lại hết, tôi lấy làm lạ. Thế anh nhìn ngay chính cá nhân tôi cũng không biết là tại sao lại có cái chuyện đó. Có thể là ông Kevin McCarthy ông nghĩ rằng là quốc hội sẽ điều tra rồi ông sẽ lập ra một cái ủy ban giống như là ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng. Vâng, tức là sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng là là sẽ truất phế ông Biden, là bãi nhiệm ông Biden chẳng hạn là như vậy. Tôi nghĩ là có lẽ đó là cái đường mà ông Kevin McCarthy muốn đi đó. Không, nhưng mà vậy cũng sai nữa. Thưa anh, không, đây là cơ hội bằng vàng. Tôi hiểu, nhưng mà cái này là ông Kevin bảo là không có lập công tố viên. Đúng rồi, tôi hiểu, dạ vâng. Tức là ý ông nói là chúng tôi điều tra là đủ, nhưng mà anh nên nhớ nha, cái vụ 6 tháng Giêng đó, ủy ban 6 tháng Giêng điều tra, tư pháp cũng điều tra. Đúng rồi. Hai anh điều tra xong sao. Đúng vậy. Còn đây ông Kevin bóc thì ý ông nói là tôi có phải mình là đủ rồi. Không biết có phải ý ông nói mình. Tôi nghĩ là ông bảo là chắc mình ông là đủ rồi. Như vậy nó ngược lại với những người mà chủ tịch ủy ban. Đó, tôi đang muốn hỏi anh là tại sao ông lại gọi là chống đánh xuôi kèn thổi ngược là sao? Tôi nghĩ là chẳng có chống đánh xuôi kèn thổi ngược đâu. Ngược nha. Ngược với mấy ông chủ tịch ủy ban bây giờ. Nhưng mà hiện tại bây giờ là ông đang nắm Hạ viện. Và nên nhớ rằng là Hạ viện bây giờ là có một cái lực lượng. Mấy chục ông bà thì đó và, tôi đang hỏi tại sao ngược đó. Có thể là cái chuyện đó là mấy chục ông bà đó làm áp lực với ông ấy, bảo chúng ta phải làm cái này đến nơi đến chốn. Đúng. Chúng ta sẽ phải quyết định là chúng ta sẽ không bái nhiệm. Ý tôi muốn nói đó, đúng, tại sao có ủy ban giám sát. Vâng. Tôi của Hạ viện bây giờ cũng là người Cộng hòa. Vâng, đúng vậy. Ủy ban tình báo Hạ viện bây giờ cũng, vâng, Cộng hòa. Tại sao hai ủy ban đó bảo là phải có. Phải có, không? Phải có công tố viên đặc đó, biệt. Rồi cả bên Thượng viện mà mấy ông Cộng hòa cũng bảo phải công tố viên đặc biệt. Đúng vậy. Nhưng mà ông Kevin đó tôi đang muốn hỏi anh, dạ, tại sao nó ngược cái trong đảng. Tôi thú thật với anh là tôi đó chỉ là cái cách mà tôi nghĩ thôi. Dạ. Tôi nghĩ là có lẽ là ông Kevin McCarthy ông tin là mình ông ấy là nghĩa là ở trong sự Hạ viện của ông đang nắm. Ông muốn làm cho nổi bật cái Hạ viện Cộng hòa lên là ông nghĩ rằng là
cuộc điều tra này phải do Hạ viện thực hiện và cái kết quả không kết quả tôi hiểu anh rồi, tôi hiểu. Đây ông nói là không cần công tố viên. Đúng rồi, vâng tôi hiểu. Đó. Vâng. Như ông vậy không cần công tố viên nhưng mà vẫn cần cuộc điều tra của Hạ không viện. Không như vậy phải chăng là ông không tin công tố viên? No, tôi không dám nói là như vậy. À, đó là ông bảo là không cần công tố viên. Đúng, ông nói là ông không có cần. Nói cái câu là chúng tôi phải làm. Đúng rồi. Ông không nói. Nhưng mà tôi hiểu anh Đỗ Dũng. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng là ông bảo là không à, ông ơi. Ông nói rõ ràng là không cần công tố viên. Đúng, nhưng mà không có nghĩa là ông bảo là ông có ý ông nói là ông không tin công tố viên. Thế tại sao lại nói như vậy? Ê, bây giờ tôi trở lại vấn đề cho rõ. Vâng. Mấy ông kia đều nói là phải có công tố viên. Đúng, đúng, từ ngày hôm qua cơ mà. Ông thì bảo là Hạ viện sẽ điều tra. Vâng. Nhưng mà ông lại nói một câu là không cần những mấy ông kia. Thì phải vâng. Chăng không tin công tố viên? À, à rõ ràng. Đúng không? Cái câu trả lời là bây giờ thì lại trở lại cái chuyện bây giờ nếu mà ông tin hay không tin thì tôi lại là để nhắc lại cái lời của ông Galen. Lý do tại sao ông Galen đề cử người không phải là của ông Biden là cũng bởi vì cái lý do để muốn giải tỏa cái vấn đề. Không, thứ lần nãy mình nói rồi đúng xong rồi đó. Nhưng mà ngay cả chuyện đó có vẻ như ông Kevin McCarthy vẫn không tin. À, thế đấy không? Cho nên bảo là không cần công tố viên. Rồi bây giờ trở lại cái chuyện mà nãy anh nói hai cái đài CBS với CNBC. Vâng. À. Chúng ta nhớ nha, vụ này nó có những mốc thời gian rất quan trọng. Đúng. À. Thứ nhất, vụ đầu tiên ở Washington DC là họ phát hiện, luật sư của ông Biden phát hiện ngày 2 tháng 11. Đúng. 3 tháng 11 lưu trữ liên bang lấy. Đúng. Đến, một tuần sau đó. Không. Đến ngày hôm thứ hai là mùng mấy? Thứ hai là mùng 9. Vâng. Đúng không? Mùng 9 CBS mới tung tin ra đầu tiên. Đúng. Tức là gần 2 tháng sau. Đúng vậy. Đúng chưa? Đúng. Vụ thứ nhì phát hiện ngày 20 tháng 12 tại nhà ông Biden. Đúng. Ở Delaware. Đúng. Và đến 12 tháng giêng, 11 tháng giêng ngày hôm qua, đúng vậy, mới tiết lộ. Vâng. Đó. Trong những cái thời điểm này nó có cái ngày 8 tháng 11 là ngày bầu cử. Đúng. Giữa kỳ đúng mà rồi. Đảng Dân chủ thắng Thượng viện và Đảng Cộng hòa không thắng lớn Hạ viện. Đúng. Nó có cái ngày 15 tháng 11 ông Trump tuyên bố ứng cử tổng thống. Đúng vậy. 18 tháng 11 Merrick Garland bổ nhiệm ông Jack Smith điều đúng. Tra ông. Điều tra ông Trump. Thưa anh, nhiều thuyết âm mưu lắm. Đó. Mà nãy vì anh nhắc cái CBS với NBC người ta nói có khi nào bên ông Biden chủ động đưa những ngày ra mà đưa cho hai cái đài gọi là quen biết với mình. Bởi vì sao? Trong cái lời của ông Kevin McCarthy sáng nay mới nói đây là cái ông mà lên 60 Minutes của CBS. Đúng vậy. Và ông Trump. Đúng vậy. Có nhắc cái 60 Minutes. Đúng, là, đúng. Có khi nào chúng ta nói rằng tôi xem cái chương trình dạ, đó dạ, dạ. Ở các nước khác người ta bảo là nhà nước kiểm soát truyền thông. Mỹ không có chuyện đó. Nhưng có khi nào chính quyền gọi là vận dụng truyền thông, lợi dụng truyền thông trong những chuyện này đưa thông tin này ra vào cái thời điểm gọi là không bất lợi cho mình không? Tôi không dám nói là thuận lợi mà là không bất lợi hoặc là ít bất lợi cho mình không? Câu hỏi chót cho anh nghĩ sao? Câu trả lời là tôi tin điều đó có xảy ra. Xin mời giải thích. Thưa anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, trong thời gian tôi làm việc ở tại thủ đô Washington thì là có rất nhiều lần là có những nguồn tin mà sau đó là chính tờ Bạch Ốc tiết lộ. Ừ. Nhưng mà sau đó tờ Bạch Ốc bảo đừng có loan vội. Ừ. Vâng, đừng có loan vội. Ừ. Tức là chúng tôi biết cái chuyện nó như thế bởi vì là tờ Bạch Ốc nói là bây giờ đừng có loan vội cho đến khi mà nó có cái kết quả cuối cùng. Ok. Chẳng hạn như là cái chuyện mà tổng thống đi Iraq, tổng thống đi Afghanistan là chúng tôi biết, nhưng mà chúng tôi phải giữ kín. Đó là điều embargo, không, đó thành ra là như vậy. Rồi đồng thời lại có những cái lần mà tôi nhìn thấy rõ ràng, tức là ngay chính ở phía bên tòa Bạch Ốc, tòa ngoại giao hay là Bộ Quốc phòng, họ đưa ra một cái tin mà chỉ để cái mục đích là để thăm dò dư luận. cái điều đó là điều có. Thành ra là khi mà tôi nhìn thấy là một lần thì là anh CBS, một lần là anh NBC. À, tôi bảo à rồi cái chuyện này là băng đảng. À, cái là tôi nghĩ là băng đảng. Và tạm gọi đi. Và thưa anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả là sáng ngày hôm nay trước khi vô studio đây, tôi bảo bây giờ là một anh là CBS có rồi, NBC có rồi, thì bây giờ đang đợi cái cuộc họp báo, cái cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông Biden là sẽ dành cho ABC như vậy đủ bộ anh Đỗ Dũng. ABC rồi sau đó sau đó là có thể là thêm cuộc họp báo nữa cho CNN. Đó ra giá là vậy à. Cái điều đó là có đúng có không? Có anh, có chứ. Tôi tin lời Khanh nói, bởi vì anh Khanh ở DC lâu năm và anh ở trong cái giới báo chí thì chắc là anh cũng tôi cũng nghe nhiều lắm. Dạ vâng, mình đúng, không cái có thật. Dạ vâng, cái đó là có thật. Như dạ. Vậy là họ không có kiểm soát dạ, truyền thông vâng. Nhưng có thể gọi là vận dụng truyền thông. Vận dụng truyền thông để chọn đúng thời dạ, điểm. Vâng. Thanh anh thấy là nhiều khi là họ đưa ra một cái tin. Ừ. Rồi sau đó là
là ngay chính những người đưa ra cái tin đó, rồi sau đó đến khi mình gọi mình hỏi, thế đó tôi không xác nhận mà tôi cũng không phủ nhận. Cái chuyện đó là chuyện có. Tôi nghĩ là ở trong cái chuyện này là ở phía bên tòa phải không, leak ra cho một người, cho NBC trước, cho cái CBS trước, cho CBS tin đầu tiên, và ngày hôm qua là leak ra cho NBC. Tôi tin là như vậy. Bây giờ thêm, nếu vậy thì thêm một câu nữa rất ngắn với anh thôi. Như vậy nếu điều đó có thì mục đích của họ là gì? Anh thử đoán trong vụ này mục đích là gì? Cứ là một đó là đằng nào nó cũng sẽ lộ ra thôi, mình đưa ra trước. Đúng. Hay là mình đưa ra trước để khỏa lấp những chuyện khác. Câu trả lời ví dụ cả hai phía anh. Cả hai phía. Anh nên nhớ một cái, lấy một cái thí dụ rất là rõ ràng là anh để ý thấy nhá, là cái chuyến đi của ông Biden đến El Paso. Dạ. Và cái chuyến đi nó ít nhiều thì phải nói hàng ràng nó không có lợi. Bị ông kia gạt. Vâng, bị gạt. Vâng, bị gạt. Vâng, đưa cho ngay một lá thư, trong đó là ông là người đà trà đạp lên hiến pháp, ông tuyên thệ trung thành với hiến pháp, mà rốt cuộc sao ông xé bỏ hiến pháp, đại khái là như vậy. Thì bây giờ mình đưa một cái tin nào đó ra, mà lúc đó ngày thứ hai là đang ở bên bên Mexico City, đang ở Chile bên đó, đưa ra một cái tin, ok, mà để cho đằng nào thì cái tin này nó cũng sẽ lộ, thì là đưa một cái tin ra, thì như vậy là đó được một phần khỏa lấp cái chuyện kia, khỏa lấp được chuyện kia. Tôi nghĩ là như vậy, chuyện đó là chuyện có thể xảy ra chứ không phải là không xảy ra. Cảm ơn anh Khanh rất nhiều, cảm ơn quý giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Đô Dũng và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nói hôm nay tôi nói to hơn anh Đô Dũng bởi vì chúng ta tôi ở đây được, là được. Quý vị khán thính giả của Người Việt TV bênh vực tôi được. Vâng, được. Và một lần nữa từ Orange County, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Người Việt TV. Thank you.